Giới thiệu anh em những chiếc đầu băng cổ xưa. Anh em có nhu cầu liên hệ em Sơn Loa Audio. Có thể là một bộ complete giữa loa Pioneer CE88 này, âm ly này, với đầu băng cổ ấy, Akai. Con này ở Dinh Độc Lập có một con, nhưng mà xấu hơn con này nhiều. Con này hoa hậu luôn. Đấy, đồng hồ xưa. Đồng hồ xưa, đồ uy tín thì anh em quá biết rồi nha. Đồ uy tín của Sơn Loa Audio thì được thể hiện ở nút bạc. Cho nên là anh em đến với kênh của Sơn Loa thì không phải nghĩ vấn đề uy tín là số 1 rồi. Trước mặt anh em là một con loa kèn đồng. Con này rất hay, dàn tân cổ điển, chơi đĩa than rất hay nhá. Có thể nghe FM radio, AM, FM mà lại không cần phải anten luôn, bắt rất khỏe. À, giải mã lốt led các kiểu, ra âm ly ngoài, có AV xuất ra âm ly ngoài, hai loa nách, một loa kèn. Đấy, cũng rất hay. À, đồng hồ vai bò Đức. Nói chung là nhiều thứ linh tinh lắm. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ thằng em. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube đủ hết.